Phân bón đóng vai trò rất là quan trọng trong lâm nghiệp và trồng trọt, hỗ trợ cung cấp các dưỡng chất, tăng năng suất cây trồng. Vậy nên nếu muốn cây phát triển một cách toàn diện, hãy dùng ngay phân bón magie kẽm TE với các thành phần nổi bật đó là magie hữu cơ, kẽm, các kích phát tố xanh cây. Phân bón giúp cải thiện sức sống của lá, làm cho lá trở nên xanh mướt, dày dặn, chồi mập khỏe và cơ đọt sáng. Điều này dẫn đến khả năng quang hợp cực kỳ mạnh, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn. Cây trồng sẽ trở nên cứng cáp hơn, hoa khỏe mạnh và gia tăng khả năng chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi cũng như là sâu bệnh hại. Nhờ vào việc củng cố sức khỏe của cây, nụ hòa sáng và thụ phấn dễ dàng hơn, giúp đậu trái hơn, trội hạt hơn và lúa vô hạt nhanh chóng. Phân bón giúp khắc phục các triệu chứng như lá non bị vàng bạc, đọt bị xoăn hay tóp đọt, mang lại sự phát triển đồng đều cho cây trồng, tạo ra một lớp màng bảo vệ quanh bề mặt cây, giúp bảo vệ cây trồng khỏi các yếu tố gây hại. Pha 25g với bình 20 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.